sinh ra cạnh lò rèn, cậu bé mất ngủ sau khi lò rèn chuyển đi nơi khác bằng cách khắc phục bá đạo của cả nhà. Câu chuyện im lặng cho cháu nó ngủ có lẽ sẽ không còn phù hợp với gia đình dưới đây, vì để mỗi lần dỗ bé ngủ thì người nhà phải huy động toàn bộ sức người sức của. Theo đó, em bé khi mới sinh ra thì đã có cái lò rèn kế bên nhà, cho nên ngày nào cũng phải nghe những tiếng len keng loáng xoảng từ nhà hàng xóm để mà ngủ, nên vô tình trở thành thói quen của bé. Thế nhưng đời đâu ai đoán được chữ ngờ, ở được vài tháng thì lò rèn đã dọn đi. Bây giờ em bé không nghe thấy những tiếng len keng thì nhất định không chịu ngủ. Vậy là cả nhà phải đem toàn bộ nồi niêu xoong chảo trong nhà ra đập ầm ầm, vừa dỗ vừa ru để dỗ em đi vào giấc ngủ. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cho dân mạng một phen cười nghiêng ngửa với thói quen có một không hai của em bé. Nhiều người vui vẻ để lại bình luận: đứa bé tương lai hướng ngoại, thích ồn ào náo nhiệt, pha ru ngủ ồn ào nhất thế giới. Trời ơi, giống tôi hồi bé nè, nhà sửa xe máy, nghe tiếng xe ầm ầm quen rồi, không có tiếng là không có ngủ được. Góp ý chân thành với gia đình nên đến lò rèn thu âm lại, sau đó bật lên là ok nhé, cho đỡ phí son nồi trong nhà. Bé đang mê tiếng ồn lại còn mê cả tốc độ, thấy bà đưa giỏng mà chống hết cả mặt. Sống lâu trong cái khổ, mì đã quen khổ rồi, giờ yên ả quá thành ra chưa có quen được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.